có thể nói là rất quan trọng với chúng ta khi mà chúng ta đã để thua các cô gái Indonesia rất đáng tiếc trong trận đấu trước. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ có một ngày đó để nghỉ thôi, còn đâu sẽ là thi đấu back to back liên tục cho đến tận cuối giải thưa các bạn. Vâng, và ngay lập tức thì Thái Lan họ đã có được điểm số đầu tiên của mình trong trận đấu này. Thì Thảo Vy đã phải rời sân quá sớm nên hàng công đã phải nhờ sự xuất sắc của Thảo My để có thể giữ chúng ta ở trong trận đấu. Bóng đi sọt rổ cực kỳ ngọt ngào. Pha tấn công rổ quá dễ dàng của Thunchanok. Thunchanok đã ngay lập tức có một tình huống xoay người, phải nói là cực kỳ khéo léo. Pha nhảy ném trung bình, đây rồi, điểm số được tính cho Thảo My. MVP của trận đấu trước lại tiếp tục lên tiếng một lần nữa với pha nhảy ném trung bình đầy cảm giác. Bóng trong tay của các cô gái Việt Nam nhưng để bị tuột bóng mất. Tấn công thẳng vào rổ, pha lên rổ có điểm tính cho Jirawan. Đường chuyển bóng rất nhanh. Lundapang tình huống ném xa, không có điểm nhưng có rebound. Có N1. Ngọc Hậu đang vào thế khó. Giữa Cẩm Tiên vào thế khó nhưng Thảo My, một tình huống pick and roll giữa Thảo My và Cẩm Tiên. Thì đây sẽ là một trận đấu mang tính chất là trả đũa cho đội Nam hôm qua vừa thất bại trước Nam Thái Lan. Chuyển bóng lên. Dù sao những cú ném xa là sở trường của Thái Lan, và tiếp tục là một cú ném xa nữa đến từ Ratijakon. Chuyển bóng tốt nhưng bị block. Đây rồi, có điểm, vẫn có điểm và hai điểm tính cho Cẩm Tiên. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số hiện tại 17-13. Chúng ta chỉ đang thua 4 điểm mà thôi trước Indo. Tình cô gái này đã không có nhiều những sát thương ở ngoài vạch 3 điểm. Một pha ném xa xuất sắc đến từ Trường Thảo Vy. Cách biệt chỉ còn là 1 điểm. Vẫn còn bóng ở Thái Lan, có khoảng trống rồi, Thuamon ra tay. Có 3 điểm tính cho Thuamon. Và một tình huống mà chúng ta đã bị mất thủ. Hơi đáng tiếc khi mà không rotate người kịp. Thảo Vy để mất bóng rồi. Phản công nhanh. Lên rổ chắc chắn là sẽ có điểm. Đến giờ đều đang là chuỗi khát điểm của cả hai đội. Không riêng gì chúng ta mà Thái Lan cũng chưa thể có những điểm số cần thiết. Pha xoay người, đánh rổ tay trái và đó là hai điểm tiếp theo cho các cô gái Thái Lan. Chuyển vào giữa, pha nhảy ném, một pha floater thành công cho Thái Lan. Thời gian thi đấu còn lại là hơn 1 phút. Pha ném xa thành công đến Thái Lan. Xử lý bóng thoải mái, Yến Vân sẽ vào sân cùng với vị trí của Kim Nhạ. Không có ai ở trước rổ và một tình huống để lùng rổ. Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, tỷ số hiện tại 35-26, cách biệt 9 điểm với Thái Lan. Cả hai đội đều đang khá là ngang bằng. Chỉ có phần là Thái Lan họ dứt điểm vào tay hơn mà thôi. Và móc rổ rất tốt đến từ Thu Hằng. Chúng ta đã bắt đầu chuỗi run rồi. Chuyển bóng sang, pha nhảy ném trung bình và ngay lập tức có một tình huống 2 điểm đáp trả cho Thái Lan. Sẽ là bóng trả lại cho đội tuyển Việt Nam. Tiểu Duy rất nhanh, qua được người rồi và có 2 điểm tính cho Tiểu Duy. Chuyển ra ngoài, Thu Hằng đi thẳng vào rổ, có lỗi. Có N1 cho Thu Hằng. 2 điểm tính cho đội tuyển Việt Nam, cơ hội để đưa cách biệt về con số 2. Hiệp 3 như tôi đã nói là một hiệp rất quan trọng, vì đây là lúc mà tất cả cầu thủ đều ở thể trạng tốt nhất khi chúng ta đã được khởi động nóng người ở hiệp thi đấu thứ nhất và thứ hai rồi. Nhịp thi đấu của cả hai đội sẽ được đẩy rất cao và hiệu suất cũng sẽ được tăng rất nhiều. Và tiếp tục là pha dứt điểm đáp trả đến từ pha phối hợp của hai chị em họ Trương. Đổ vào rổ, đây rồi, quá đơn giản, 2 điểm tính mà chúng ta đã vươn lên dẫn trước 44-42. Quỳnh đổ vào rổ, chuyển ra ngoài, xoay trở khó. Vâng, và Thái Lan cũng đã lên điểm. Chuyển bóng sang cánh, Quỳnh đổ vào, pha thả rổ tốt của Thái Lan. Điểm số bây giờ chỉ còn là lợi thế 1 điểm cho chúng ta mà thôi. Miley Jones, Quỳnh đánh thẳng vào rổ, chuyển ra ngoài, Tiểu Duy rất thoáng. 3 điểm tính cho Tiểu Duy. Ta cần phải trả lại món nợ của năm ngoái. Xoay trở khó rồi, đi vào rổ, có điểm cho Thái Lan. Chuyển ra ngoài, Thảo Vy, có khoảng không, Huỳnh Ngoan pha ném xa, 3 điểm tính cho Huỳnh Ngoan. Đà hưng phấn quá cao đến với các chị em của chúng ta. Pha chuyền xuống đáy, chắc chắn là sẽ có điểm rồi. Trong tình huống đó thì Huỳnh Ngoan đã trượt chân, muốn đột vào nhưng rất khó.
Đường chuyền cắt vào giữa tốt, pha ném rổ thành công. Và bây giờ thì cách biệt chỉ còn lại là 3 điểm thôi. Xử lý cá nhân vừa rồi của Thảo My. Huệ ném xa, có 3 điểm ở Thái Lan rồi. Họ đang ngay lập tức đưa trận đấu về thế cân bằng rồi. Sẽ không tình huống hiểm trợ, không là xin bóng ngoài. Pha ném xa, có 3 điểm tính cho Thái Lan. Tình huống ném đầy cảm giác của các cô gái Thái Lan. Ném lệch trái rất nhiều. Đưa chuyền xa, chuyền tốt. Các cô gái Thái Lan phối hợp rất hay trong tình huống phản công vừa rồi. Và bây giờ là lợi thế 4 điểm cho Thái Lan. Bóng trong tay của Thảo Vy, quyết định ném xa luôn. 3 điểm tính cho Trương Thảo Vy. Một pha ném rất bất ngờ. Điểm số bây giờ chỉ còn là cách biệt 1 điểm mà thôi. Nhả vào trong, tình huống phối hợp hay đến từ hai cô gái của Thái Lan. Cơ hội để lên điểm. Thảo My step back ném 3. 3 điểm tính cho Trương Thảo My. Quá hay thưa các bạn, một tình huống xử lý cá nhân xuất sắc đến từ Trương Thảo My. Có khoảng không cho Malizon, một tình huống ném xa. Không có điểm cho Malizon rồi. Phản công, không có ai cả, nhưng có một cầu thủ Thái Lan đã nằm xuống và quyết định tạm dừng trận đấu. Đang cố gắng đẩy nhịp lên. Chuyền bóng tốt, Thúy Hằng. Có điểm tính cho Thúy Hằng, một đường double pass quá hay. Đến đội bạn còn không để ý được là Thảo My đã chuyền bóng đi đâu. Thúy Hằng tiếp tục là 2 điểm cho Thúy Hằng. Giai đoạn cuối trận gọi tên Thúy Hằng. 4 điểm đến từ đôi tay của trung phong mà số 5. Có về tốt và có and one rồi. Một chỗ của Amon và xử lý cá nhân rất khéo léo mang về điểm số thứ 70 ở Thái Lan. Thảo My đang có bóng. Thảo My crossover, pha tấn công thẳng vào, có lỗi rồi. Cơ hội ném phạt. Thôi tôi sẽ không nói gì nữa. Pha ném phạt đầu tiên của Thảo My. Điểm tính. Đây rồi. Thời gian đang đứng về phía chúng ta mà. Có điểm tính cho Thảo My. Tuyệt vời. Cách biệt 3 điểm. Chúng ta cần tử thủ trong tình huống này. No three. Trượt chân mất rồi. Có 2 điểm. Bóng trong tay các cô gái Việt Nam. Chúng ta cần tận dụng tối đa thời gian trên đồng hồ số. Sẽ là một bài đóng cửa. Bóng trong tay của Thảo My. Không đuổi được. Thảo My đang tận dụng hết tối đa thời gian. Có lỗi rồi. Chỉ còn là chấm 1 giây. Pha ném phạt đầu tiên thành công rồi. Điểm số thứ 74 cho Việt Nam. Pha ném phạt tiếp theo thành công. Chạm tay thôi là hết giờ rồi. Và kết thúc trận đấu. Chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam 75-72. Các cô gái của chúng ta đã trả thành công món nợ cho người Thái. Và xin chúc mừng các chiến binh cờ đỏ sao vàng. Họ đã làm được chiến thắng thứ hai. Tôi xin lỗi, là chiến thắng đầu tiên trong trận đấu thứ hai. Vâng, và các cô gái đang lắc lư trong cảm xúc rất đáng yêu thưa các bạn. Và tôi cũng đang không thể nào kìm cảm xúc được. Xin chúc mừng các cô gái của chúng ta. Một chiến thắng phải nói là quá quả cảm. Các cô gái đã chiến đấu từ việc phải đuổi điểm cho đến khi kiếm được lợi thế và giữ chắc lợi thế của mình.